Bữa nay á mình làm một món là gắn chung xào chua ngọt. Cái món này á dân nhậu rất là ưa thích nè. Mấy bạn ở Sài Gòn á có thử qua món này chưa? Nếu mà chưa thì cùng vào bếp làm với mình nè. Trước hết á thì mình làm gắn chung nè. Mình nấu nước sôi á, mình trụng nó nha. Rồi á mình chế nước lạnh vào để mình cạo đi cái lớp dãy của nó. Loại gắn này á thì cũng rất là dễ làm. Ta nói á, hai con gắn gì đâu mà nó mỡ không? Cái mặt con gắn á thì làm thuốc rất là tốt nha mọi người. Cho nên á mình làm mình lấy lợn để đó làm thuốc. Gắn thì mình cũng đã làm xong, mình để nó cho nó gáo nước. Còn đây là khóm, củ hành, bạc hà, cà gió và cần tàu thì mình cũng đã chuẩn bị xong. Còn gắn á, trước khi mình bằm á thì mình sẽ cắt khúc ra như vậy. Rồi sau đó mình lấy chai thủy tinh á, mình dặn lên xương sống của khúc gắn của mình á. Mình dặn cho xương nó thiệt là nhuyễn luôn. Nếu mà nhà mình á có bố sắt á thì dặn nó sẽ nhanh hơn. Còn không có thì mình dùng chai thủy tinh á, dặn như mình như vậy nè. Dặn một hồi cũng đã xong nha. Bắt đầu thì mình bằm nó thôi. Mình bằm xương nó cho thiệt là nhuyễn luôn nha. Khi mình ăn á là mình không có bỏ gì hết. Gắn này xào chua ngọt ăn rất là ngon nha mọi người. Nhưng á mình làm là rất là cực luôn. Gắn mình bằm xong rồi á mình dùng kéo mình cắt ra cho vừa miếng ăn. Mình phi tỏi cho nó vàng nè, rồi sau đó mình cho gắn vào á, mình xào cho nó săn lại. Rồi sau đó mình nêm thôi. Mình nêm thì mình để là đường, bột ngọt với muối. Mình để trước đây chút xíu cái gì mình nêm lại. Tiếp tục á mình xào cho nó thấm đều gia vị nè. Rồi á sau đó mình cho nước vào. Cái này á thì cái da nó rất là dai nha mọi người. Cho nên nếu mình cho nước nhiều để mình nấu lâu cho da nó mềm một tí. Sẵn đó thì mình cho vài mắc me vào luôn. Mình xào chừng nào á cho nước nó săn lại rồi mình hết cho bạc hà vô. Mình xào thêm một chút á rồi mình cho khóm nè. Tiếp tục á mình xào thêm một chút nữa rồi mình hết cho cà gió và củ hành vào. Trong khi đó thì mình nêm lại cho vừa cái khẩu vị của mình nè. Rồi á mình tắt bếp cho cần tàu vào rồi mình xào qua xào lại cho cần tàu nó héo là được. Chào tất cả mọi người. Gắn chung mình xào chua ngọt cũng đã xong nha mọi người. À, nhìn thấy thèm không? Cái món này là rất là ok nha, làm bay gai này kia rất là ngon nha. Đó, thôi mời tất cả mọi người cơm với mình nha. Còn đây là trắng mắm chăm nè, đó, dành thêm chả ớt nữa. Chấm là cực kỳ vip nha. Đây, mời tất cả mọi người nha. Mình bằm xương á, nói chung là nói cho là mình ăn là không có bỏ nha. Mình bằm xương nhìn nó nhuyễn hết trơn á, mình ăn là không bỏ gì luôn. Quá đã. Sao rồi. Quá ngon. Mình xào này để khóm á, bạc hà này kia vô ăn rất là ngon. Cái gan với mỡ mà gắn này ổn lắm nha. Nó béo lả là làm sao. Nói chung á mình bằm mà làm cái gan như mình đi ăn không có bỏ gì hết trơn nha, xương nó còn không bỏ nữa mà. Cái da gan chung nó rất là dai. Mình cứ để cần tàu vô á ăn rất là thơm, gió này chưa vô chua chua. Gắn chung xào chua ngọt ăn rất là ngon nha mọi người.